chào cả nhà nha. Ngày mới xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Hôm nay Thiên Cúc video khu review ấy nằm trong quận chính cũ cả nhà. Quán cà phê cũng đẹp, Thiên Cúc chia sẻ quán cà phê cho cả nhà xem nha cả nhà. Xong rồi cùng mấy nhóm bạn đi ăn luôn, xong rồi chia sẻ quán ăn cho cả nhà xem nha cả nhà. Phê tuyệt đẹp nha. Hôm nay bọn họ quay như là Đà Lạt nha. Ở đây buổi tối rất hơi đẹp. Đêm mới đẹp thôi chứ bằng nhau qua ngày cũng không đẹp gì. Giờ đây sẵn mình uống cà phê xong rồi đi ăn trưa. Nam Bộ nha cả nhà. Chia sẻ về quán Nam Bộ cho cả nhà xem. Tại sao đường về những đó có đầu làm nơi. Người con gái chẳng cần kiêu xa. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Tình ở bên em tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Hôm nay nhìn em yếu đuối, bốn bề đang xấu nhưng nụ cười. Hắn tránh do anh chẳng chịu thương em đến nơi.
mình. Cái đi là không đi. Cái to quá ha. Cái to. Cái to.
không là món cái nào bỏ dầu lên vừa chiên vừa nướng vừa chắc bếp điện. Đây là món canh khoai sọ dịp giờ nha cả nhà. Sơ bồ câu băm ra nấu chung với bảy dịch trời. Chấm thấy món nào cũng ngon. Dễ ăn ha, ở đây khẩu vị nó làm mình dễ ăn. Làm vừa miếng xôi dịch giờ trời nha cái nhà, đặc sản của Nam Bộ nha. Đấy, lát nữa cái nhà miếng giò heo qua chân giòn nha. Lâu quá mọi người ơi, xuất sắc luôn này, mà xuất sắc là nướng Nam Bộ. Ngon. Đây chiều nay nè. Chấm một miếng muối mè nha mọi người ơi. Hôm nay là bao nhiêu đó, không phải mình lấy ngắt ngay luôn. ăn miếng xôi vô ngắt ngay luôn. Đây là nhiêu rẻ rồi chứ. Ăn có được đâu trời. Món nó sẽ không có gì đặc sắc. Đâu vậy? Mình muốn nghe tập tự nhiên mình cái mặt ướt lên nè. Thì đó là tiền đó là. Mời cái nhà miếng giò heo nha. Diễn viên chuyên nghiệp chị hai với lại Kim nó diễn được ha, dữ lắm. Đi ăn đâu thích quay lắm. Quay mấy cái phẩm nữ hot girl của nổi tiếng của mạng xã hội mà nên đâu có đưa lên được đâu. Khoai sọ như thế này.
Mời cả nhà miếng canh quay sọ nóng vịt trời nha cả nhà. Video anh Phúc chia sẻ về ăn bên hai số 200 tại ẩm thực Nam Bộ, cũng khá dài. Cả nhà đã xem video mà các bạn, các bạn các nhà.